Hãy bắt đầu với một ít rau bó xôi. Tôi đang sắp nhuyễn một ít rau bó xôi. Rồi giờ sắp nhỏ một củ hành tím. Chúng ta không muốn có miếng nào to cả. Giờ chúng ta hãy làm tương tự với một quả ớt chuông. Đầu tiên chúng ta tách lõi nó, rồi sắt dọc ra. Rồi giờ chúng ta hãy sắt thành những miếng nhỏ hơn. Tôi cũng sẽ sắt một ít cà chua bi. Bây giờ chúng ta hãy lấy một ít quả bơ. Tôi đã bổ đôi quả bơ và sẽ cắt nó thành những dải mỏng. Tiếp theo, tôi có một quả trứng đã luộc chín. Tôi muốn nghiền ra để sau đó nó thành dạng kem. Chúng ta có một ít tỏi. Hãy sắt hạt lựu. Tôi bỏ nó vào một chén chấm nhỏ. Giờ tôi sẽ lấy nước cốt của nửa quả chanh. Tôi sẽ thêm nước cốt chanh vào tỏi, cùng với một thìa dầu ô liu và một số gia vị. Tôi sẽ dùng rất nhiều muối và hạt tiêu. Ngon, đây sẽ là một loại nước sốt ngon lành. Nên bây giờ hãy tập hợp chúng lại nào. Tôi bắt đầu với rau bó xôi bỏ xuống đáy hũ của chúng ta. Tiếp theo, tôi thêm một ít ngô ngọt. Chúng ta đã có những lớp thật tuyệt vời. Tiếp theo, hãy thêm vào ớt chuông và cà chua. Bây giờ tôi thêm vào cá ngừ và hành tây của chúng ta lên trên. Và cuối cùng, chúng ta thêm hỗn hợp trứng. Nhìn xem những lớp cầu vồng này. Hãy thêm vào sau cùng là một vài lát bơ. Và rưới lên một chút nước sốt của bạn. Ngon tuyệt! Đó là cách bạn làm món salad cầu vồng trong một cái hũ. Trông nó thật ngon, hương vị siêu ngon và siêu tốt cho sức khỏe. Nhìn những màu sắc này! Wow!